Rồi tiếp tục em chào anh chị, Cherry lô mới về nha anh chị. Lô này thì cứng giòn ngọt không chua, không phải không chua ngọt lịm mà là không có vị chua, vẫn là chua chua ngọt ngọt và không có vị chua lè này nha anh chị. Vì giống này là giống mới, giống Samba 26-28 mà nhìn như 28-30 luôn, rất đã luôn, cứ ngắt trái luôn đây nè anh chị. Đó, trái cứng ngắt cuốn xanh rì rào luôn. Đó, cái này đi. Không chua nha anh chị, cam kết hàng không chua, ngọt. Trái bóng cuốn xanh. Đó, anh chị thấy không? 26-28 nha anh chị, mà to như 28-30. Rồi, em xin chào anh chị nha.